Thưa quý vị, năm 2002, phòng khám đa khoa khu vực Phi Liên, huyện Đam Rông chính thức đi vào hoạt động. Đây là một mô hình phòng khám quân dân y kết hợp nhằm tăng cường củng cố nâng cao chất lượng bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số của bốn xã gồm Phi Liên, Lý Sơ Rôn, Đạ Cờ Nàng và một xã Đắk Long thuộc tỉnh Đắk Nông. Phòng khám đa khoa khu vực Phi Liên, ngoài công tác khám và điều trị tại chỗ, nơi đây còn là đầu mối đảm nhận nhiệm vụ y tế dự phòng cho cả khu vực huyện Đam Rông. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hàng năm, phòng khám đa khoa khu vực Phi Liên này luôn được Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tại Lâm Đồng ưu tiên đầu tư chuyển giao trang thiết bị y tế, thuốc men để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Theo thống kê của phòng khám đa khoa khu vực Phi Liên, 10 tháng đầu năm 2017, phòng khám đa khoa khu vực Phi Liên huyện Đam Rông đã khám cho gần 9.000 lượt bệnh nhân, trong đó bệnh nhân trẻ em chiếm đến 50%. Phòng khám đa khoa khu vực Phi Liên còn khám phụ khoa cho gần 500 chị em, khám thai gần 1.000 trường hợp, đỡ đẻ an toàn cho 30 ca. Ngoài 200 trường hợp điều trị nội trú, phòng khám đa khoa khu vực Phi Liên cũng đã khám lưu động ngoại trú cho gần 8.000 lượt người và đã cấp phát thuốc miễn phí với tổng số tiền gần 60 triệu đồng, thực hiện 100% các thủ thuật kỹ thuật đã đăng ký. Đặc biệt, với chức năng trọng tâm là y tế dự phòng, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với trạm y tế các xã trong khu vực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc kịp thời cho nhân dân để ngăn chặn ngay từ đầu các ổ dịch. Phòng khám quân dân y kết hợp xã Phi Liên, ngoài việc chăm sóc khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân xã Phi Liên thì còn khám chữa bệnh cho một phần của xã Đại Cờ Nàng và Liên Sơn. Ngoài cái việc chăm sóc khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân thì còn làm thêm một số nội dung mà như phối hợp với hội người cao tuổi là chăm sóc khám chữa bệnh cho người cao tuổi, phối hợp với cán bộ chính sách để khám chữa bệnh cho các cái hộ gia đình người có công rồi gia đình chính sách, phối hợp với các trường để chăm sóc khám chữa bệnh cho toàn thể các em học sinh trên toàn địa bàn. Rồi ngoài những việc trên thì còn phối hợp với và hỗ trợ cho chữ thập đỏ huyện trong cái chiến dịch hiến máu nhân đạo, và các cái về dân số huyện thì tổ chức các cái chiến dịch là kế hóa gia đình. Hiện nay phòng khám đa khoa khu vực Phi Liên có 16 cán bộ chuyên môn, trong đó có 4 bác sĩ, 3 y sĩ, 3 nữ hộ sinh, 2 điều dưỡng, 2 y sĩ đông y và 2 dược tá, tương đương 1 giường bệnh, được bố trí 1 cán bộ chuyên môn. Đây là một tỷ lệ phục vụ người bệnh đạt mức cao. Ở đây nó gồm có 2 nhiệm vụ. Thứ nhất là cái nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, và cái thứ hai là vừa còn làm công tác dân vận bên công tác quốc phòng. Đó. Thì ngoài cái lồng ghép giữa quân dân y kết hợp thì nó còn lại là nó thực hiện các cái nó lồng ghép thêm với lại trạm y tế xã. Cái hoạt động của phòng khám Phi Liên là nó rất là nhiều. Các cái hoạt động của cái phòng khám thì luôn luôn là hoàn thành các cái chỉ tiêu kế hoạch được giao. Ngoài ra cũng là phối hợp với đoàn kinh tế của quốc phòng làm tốt cái công tác dân vận cho nhân dân tại địa phương. Với điều kiện là xa xôi như vậy nhưng mà phòng khám cố gắng là tạo điều kiện cho người ta, cũng tạo cho người ta một cái địa chỉ tin cậy để cho khi người ta tới chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sau 15 năm đi vào hoạt động nên cơ sở vật chất phòng khám đa khoa khu vực Phi Liên cũng đã xuống cấp. Bên cạnh đó, phòng khám nằm xa trung tâm, địa hình đi lại phức tạp. Chính vì vậy, đây là một trong những khó khăn trong việc cấp cứu các ca bệnh nặng lên tuyến trên. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng điều mà chúng tôi cảm nhận được là ở nơi đây, đội ngũ những người thầy thuốc luôn đoàn kết, gắn bó với nhau trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và ngày càng được nhiều người dân tin yêu. Tôi bị sỏi thận. Sỏi thận rồi bị cảm cúm, nhiều khi nó nhức mọi trong xương này, trong chân tay, thì tôi đến thường xuyên đến trạm y tế. Y bác sĩ đây là rất tận tình chú đáo, rất thân thiện với bà con nhân dân đấy. Có thể nói với sự kết hợp quân dân y trong công tác khám chữa bệnh, phòng khám đa khoa khu vực xã Phi Liên, huyện vùng sâu Đam Rông đã thực sự phát huy hiệu quả, thực sự là điểm sáng trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân các xã vùng sâu của 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu để Lâm Đồng củng cố tuyến y tế cơ sở, góp phần bảo vệ, chăm sóc
nâng cao sức khỏe của nhân dân ngày càng tốt hơn, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của Đảng và lực lượng vũ trang ở địa phương.